Rồi, mến chào anh em. Thì động cơ Nhật Yên có về một số cái động cơ đó các bạn. Đó, động cơ mình thấy đời mới có. Đời nói chung thì của Nhật nội địa thôi à. Nói chung có con đẹp, con xấu, đủ đời hết. Thì bây giờ mình hỏi thì bạn nó kêu bán là ưu tiên bán cho lái. Thì 620.000 một ngựa các bạn. Bán xa cạ vậy đó, mua hết cái đống này. Thì nói chung giá cả thì còn thương lượng nha, 620.000 một ngựa. Anh em nào mà có nhu cầu thì alo, hola, alo. À, có nhiều con nhìn cũng rất là đẹp ha, đời mới có ha. Ơi, mình thấy có nhiều con quá tuyệt vời chứ. Con Văn Ma này SS4A550. Rồi 620.000 một ngựa các bạn. Mua xa cả hết lô ha. Có thương lượng. Đó là thí dụ như bây giờ mình lên cái video này mình nói 620.000 một ngựa. Lái mua hết cái lô này. Nhưng mà nếu mà thí dụ như cứ gọi cho Nhật, mình sẽ bỏ số điện thoại ở trên cái tựa của video đi. Thì các bạn xem sao, các bạn bấm vào phía bên phải tiêu đề nè, bạn thấy có cái như chữ V, các bạn bấm vào đó, các bạn sẽ thấy số điện thoại trong đó. Thì các bạn cứ gọi cho Nhật rồi anh em thương lượng với nhau. Ví dụ như cái giá thì báo là 620.000 một ngựa đó. Còn cái vấn đề mà tới lúc bán thì bao nhiêu thì đó nó còn tùy thuộc vào cái sự kêu bằng trả giá với lại giao lưu với nhau nữa ha. Rồi, nếu anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho Nhật nha. Rồi, mến chào các bạn.